1, 2, 6, 1, 2, 1. Ok, chào tất cả các bác nhá. Ngày hôm nay thì bên em liên tục lên những video tiếp theo. Và bên em giới thiệu cho các bác với một cái dòng sản phẩm mà anh em mới về. Thì hôm nay cũng có mấy bộ thôi. Vang Party House DAK 3000. Đây là một dòng vang số rất cao cấp. Và thời gian vừa qua thì em cũng bán cho các bác rất nhiều các cái dòng vang Party House DAK 5000 rồi đúng không ạ? Thì các bác tham khảo cái dòng Party House này thì quá ok trong cái tầm giá các bác chơi. Một dòng vang số cao cấp các bác nhá. Một dòng vang số cao cấp. Và em giới thiệu qua một chút báo giá luôn để cho tất cả các bác cùng tham khảo ngày hôm nay này. Hôm nay thì có mấy con vang Party House. Dòng này thì mới các bác mua rất đắt nhé. Mua mới rất đắt luôn. Đấy, con này thì đầy đủ các cái tính năng giống như con Party House DAK 5000. Đấy, chứ mã của nó là mã 3000 chứ không phải 5000 các bác nhá. Được chưa? Rồi đằng sau đây các bác nhìn này. Rồi, chúng ta có hai đường vào. Được chưa? Hai đường vào ao này. Đợi tí. Đấy, hai đường vào này, được chưa? Đấy, đường rách ao các bác có thể là cắm được rác hoa sen luôn này. Và chúng ta có 6 đường ao rác canon. Đấy, con này có cổng quang đầy đủ luôn nhá các bác nhá. Và đặc biệt là dòng này là chạy nguồn xung. Đấy, con này chạy nguồn xung. Cho nên là cái chất lượng của cái dòng vang này khi mà các bác sử dụng điện yếu các bác vẫn sử dụng ok luôn, không xi nhê gì các bác nhá. Đây cho bác xem ruột gan luôn, cho báo giá luôn để cho các bác tham khảo. Đặc biệt là con này thì có hai đường mic riêng biệt. Đấy, hai đường mic luôn. Đây các bác nhé, bo chống hú này, hai đường mic này. Mày vì mày thì toàn tụ nhôm thôi. Cái dòng DAK 3000 hàng bãi này thì cái chip xử lý của nó là bên nhà máy là họ đã gạch đi rồi, cho em cũng không rõ quá nhá. Gạch đi rồi. Đấy. Thì mạch rất đẹp, hàng em bao zin bao đẹp cho các bác luôn. Được chưa? Bao zin bao đẹp cho các bác luôn nhá. Hàng quá đẹp, chỉ có vài con thôi, không có nhiều. Đấy, và giá ngày hôm nay sẽ rất là tốt để cho các bác cùng alo để tiếng mic nhá. Dòng này thì nó hay ở cái phần tiếng vật của con này khá là sạch sẽ. Đây, thử cho bác luôn. Lên 1, 2, 1, lên. Hiện tại em bật rất to. Em bật rất to mà ngồi trước loa luôn. Đấy, các bác có thể nghe được cái tiếng rỉ vật con này rất sang các bác nhá. Rồi báo ra luôn, không để các bác phải chờ đợi lâu. Hiện tại nhà em đang có mấy con vang này và bán cho các bác với giá rất tốt, chỉ có 3 triệu đồng một con thôi. 3 triệu đồng một con, bây giờ sẽ miễn phí ship cho các bác luôn. Bao setup các thứ đầy đủ cho các bác nhận hàng thì được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em, thấy chưa? Nhận hàng được quyền kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhá. 3 triệu đồng một con này. Vang Party House mã DAK 3000. Một dòng sản phẩm cao cấp. Với dòng sản phẩm này mới mà các bác mua mới đập hộp của nó rơi vào khoảng tầm 7.600.000. Đấy. Và hàng bãi thì còn đẹp như thế này mà cái giá thành của nó thì thực sự nó cũng chưa bằng một nửa giá thành mới. Giá rất ok đúng không ạ? Rồi em sẽ thử test cho các bác nghe cái chất vang của này nhá. Lên 6 1 2 1 6 7 lần 1 2 tiếng reverb với tiếng echo này khá là quyện nhau. Và em sẽ thử test cho các bác thử một chút cái tiếng karaoke nó 1-2 câu thôi để cho các bác cùng tham khảo xem là cái dòng vang này với cái tầm giá các bác bỏ tiền ra mua nó đã ok chưa nhá. Rồi các bác vui vẻ nhá, bỏ ra 1-2 giây cho em xin nút like nhá. Và nhớ đăng ký kênh nút đỏ phía dưới để cùng đón nhận những sản phẩm và những video tiếp theo. Ô, anh nghe về rồi. Ra là chất reverb thì con này.
xin đứng ngoài đầu. Sau 7 lần, 1 ngày lần. Ok các bác nhá, em chỉ test qua một chút cho bác cùng nghe thử cái chất lượng vang, đặc biệt là chất lượng echo rì vật của con vang này.